cầu mối dời đi nơi khác. Lá thư bà Rosalind Khang gửi đến quý thầy cô tại Vạn Phật Thánh Thành được đăng trên báo Vajra Bodhisi số tháng 11 năm 2008, trang 48. Kính thưa quý thầy cô, như quý thầy cô đã biết, căn chung cư của con ở Singapore bị mối và con không biết phải làm sao vì con đã thọ giới không sát sanh. Con đã rất căng thẳng và lo lắng khi biết mình phải giải quyết vấn đề này. Nếu không, lũ mối sẽ gây ra thiệt hại lớn. Người quản lý khu nhà của con đã dẫn vào một đội kiểm soát côn trùng, dịch hại để quyết định sẽ hành động như thế nào. Tất nhiên, đó sẽ là một kế hoạch tiêu diệt đám mối. Con thật sự rơi vào tình huống khó xử, rồi con chợt nghĩ ra một kế hoạch để cứu chúng. Con đã viết một thông báo dài, báo với chúng về ngày và giờ mà nhóm kiểm soát dịch hại sẽ đến. Và con cũng nói chuyện với chúng mỗi khi đi qua khu vực đó. Hôm nay, nhóm người kiểm soát côn trùng dịch hại đó lại đến sau 2 tuần để kiểm tra mồi nhử và tình hình di chuyển của đám mối. Và quý thầy cô đoán xem, không có dấu vết của bất kỳ con mối nào ở những nơi từng đầy mối trước đây. Họ đã rất bối rối và người kiểm soát côn trùng dịch hại nói với con rằng suốt 20 năm trong nghề, ông ta chưa từng thấy trường hợp nào như thế. Con cười và nói với ông ta về tờ thông báo mà con đã viết. Ông ta nhìn con chăm chú và nghĩ con bị điên rồi. Ông ta nghĩ sao cũng được, nhưng con rất hoan hỷ vì đã đạt được mục đích ban đầu của mình. Cung kính đảnh lễ, Rosalind. Nội dung của tờ thông báo. Chú ý, gửi đến đám mối được tìm thấy trong nhà tôi tại địa chỉ số 8, Cuscaden Walk, số 1601, Four Seasons Park, Singapore, 249692. Xin thông báo rằng đội kiểm soát côn trùng dịch hại Ren Tokyo sẽ đến đây vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2008, để tiến hành kiểm soát mối mọt trên phạm vi rộng. Vì thế, tôi yêu cầu tất cả các bạn mối di chuyển hoàn toàn ra khỏi căn chung cư của tôi. Nếu không, các bạn sẽ bị tổn thương hoặc bị giết hại bởi các nhân viên kiểm soát côn trùng dịch hại. Tôi là đệ tử của Hòa Thượng Tiên Hóa và đã thọ giới không sát sanh. Vì thế, xin hãy giúp tôi giữ được lời nguyện và làm ơn rời khỏi căn nhà chung cư của tôi. Rosalind Khang, chủ căn chung cư. Ghi chú: bà Rosalind Khang là người đã xây dựng và cúng dường tu viện Pháp Giới Kim Ngạn tại Úc cho Tổng hội Phật giáo Pháp Giới. Ha ha ha,